để mình kể cho các bạn nghe. Hôm qua mình cũng ăn rau, mà là rau muống luộc. Xong cái mình lặt rửa, báo cáo với cả nhà là mình rửa cũng kỹ lắm nha. Mà tại vì mắt của mình cận á, mình lại không chịu đeo kính nữa. Rồi cái mình rửa mình không phát hiện ra được cái gì lạ trong cái đám rau hết. Đó, mình đem rau đi luộc. Lúc đó là chồng mình đi làm về, chồng mình đứng ở phía sau hậu thuẫn nhìn mình luộc nha, chứ không có tiếp. Thì trong quá trình mình luộc á, cái mình gấp cái cọng rau lên xuống, cái kiểu giống như mình đảo đều cho cọng rau nó chín đều á cả nhà. Thế là sau đó mình xa xa mình nhìn thấy một màu xanh, mà màu xanh này lại không giống cái màu xanh của cọng rau muống. Các bạn hiểu không? Các bạn hình dung ra được không? Nó là màu xanh xanh đột chuối, màu xanh phát sáng á cả nhà. Rồi cái gì mình đưa cái màu xanh đó gần cái bản mặt của mình, gần cái tầm mắt của mình để mình nhìn kỹ xem cái màu xanh nó là cái gì. Thì trời ơi cả nhà biết không, con sâu vú nó mập còn hơn mình đó. Mình ha, mình hét toáng lên, mình giục cái đĩa rau xuống, mình chạy ra ngoài cửa xanh mại xanh mặt. Trong cuộc đời này con gì mình không sợ, chứ mình sợ con sâu lắm cả nhà. Ý là con sâu vú nó bự nữa, mình bị ám ảnh mấy con sâu đó đó. Thế là mình không ăn rau luôn, thế là để một đống rau đó cho chồng mình luộc. Còn ông chồng của mình thì đứng cười te tét, chả hiểu nổi chồng con. Rồi hôm nay mình lại lặt rau, mà lại rau lan đến cả nhà. Trong quá trình lặt rau là mình sợ phải đụng cái vật thể gì đó mềm mềm, chắc mình xỉu mình chết tại chỗ rồi, không ai phát hiện mình chết nữa, không ai sơ cứu mình kịp thời nữa. Cho nên là mình cố gắng bình tĩnh mình lặt rau, nhưng cuối cùng thì mình không phát hiện ra cái gì. Không biết một lát dọn ra trên bàn có con sâu nào không biết nữa. Câu chuyện đến đây là hết rồi các bạn. Các bạn có cảm nhận gì không? Đây, mình bắt đầu xới cơm nha cả nhà. Cả nhà thấy nồi cơm nghi ngút khói là cả nhà đói bụng chưa? Mình thích xới cơm á, nấu từ gạo ST25 lắm cả nhà. Lớp gạo mềm dẻo giúp mình dễ xới đều cơm. Chứ loại gạo xốp mình mua đợt trước về á, mặt sau khi mà nấu chín nó cái mặt trên nó hơi cứng á cả nhà, làm mình khó xới dữ lắm luôn á.